hỏi hơi qua nhanh giùm em cái, hỏi hơi qua, hỏi tôi sao. Hỏi mạnh lên. Nồng độ cồn có phạt nặng giống như Việt Nam không? Nước nào cũng có bắt nồng độ cồn, ở Mỹ cũng vậy. Những tiểu bang ăn chơi như là Las Vegas thì vào buổi tối cứ bắt 10 người thổi máy đo thì hết 7 người đã có cồn trong người rồi. Chúng tôi không thể làm việc cứng nhắc mà cứ chặn xe bắt thổi nồng độ còn rồi ghi giấy phạt. Tư lượng của mỗi cá nhân đều khác nhau nên dùng máy đo nồng độ cồn để đánh giá mức độ nhận thức khi lái xe là không hợp lý. Có người chỉ uống một lon đã sai nặng, không lái xe được. Có người uống cả chục lon nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, mức độ nhận thức cũng chả khác gì lúc bình thường. Chính vì thế khi chúng tôi bắt một người uống rượu, bị lái xe thì trước tiên chúng tôi sẽ dùng 3 bài kiểm tra chuẩn để đánh giá mức độ nhận thức của họ bao gồm: 1. Người lái xe phải đi dọc theo một đường thẳng, rẽ và đi trở lại theo hướng đã đi. 2. Chúng tôi sẽ theo dõi đồng hồ mắt của lái xe trong khi họ theo dõi một vật di chuyển nhanh. 3. Người lái xe giữ một chân lên cao và đếm trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu ba phương pháp này người lái xe không hoàn thành được thì lúc đó mới dùng máy đo nồng độ cồn là biện pháp cuối cùng dùng làm bằng chứng để ghi giấy phạt. Chớp mẹ rồi đủ mấy kiểu này, gung kiểu này sao mà chạy chừng nào mới tới công trình, trời trời trời, đủ mẹ ăn thầu điện hối nãy giờ 9 giờ mấy luôn mà trễ giờ làm luôn rồi. Hấp lẻ lên, trễ giờ làm coi. Lẻ con cặc, nghĩ làm luôn bây giờ, đủ mẹ lâu lâu đi làm lại làm dữ rồi, đủ mấy hôm gà ở nhà nhậu không, bữa nay nó hơi khớp bữa, đủ mẹ nó hơi rung thôi làm dữ vậy. Không được rồi, kiểu này phải ghé quán mua bịch rượu bỏ vô túi mới được. Đi làm không có nhậu à? Dạ biết rồi cha ơi, đụng mẹ đâu xô lưng chạy tới hoài trời. Mẹ nó chạy nãy giờ mà không thấy tiệm tập quá, đụng tấp vô mua bịch rượu có ông hút kéo cho nó nhanh. Đụng mẹ kiểu này sao mà biết chừng nào mới tới. Con cặc đi về không, đi còn một mấy cây số nữa mày đạp tới chợ tới chiều à. Con cặc về về, đụng mẹ đang đợi mày đuổi đó. Mẹ mày thông cảm cho người ta hoàn cảnh khó khăn, đụng mẹ con cặc đuổi đuổi đi, đụng mới chạy tiệm tập quá mua bịch rượu nhậu chính thức luôn. Nè, tao sắm chiếc xe bò nó chạy mua rượu cho nó nhanh, xe đạp biết chừng nào. Xe bò con cặc, đủ mẹ đi bằng hồ tiền nó mua xe bò. Thức dậy đi làm kìa, mày ngủ hoài. Má, mày đang ngủ ngon nghe. Đâu có ngày nghỉ gặp thứ gì được không? Mày không thốt được đâu con trai. Đó, mày gáy đi. Thức. Jesus Christ, great.